Người đá thấp hơn. Pha xử lý vừa rồi là Quang Hải. Vẫn đang là Quang Hải. Mặt sân của đang lùi về để hỗ trợ cho phòng ngự của cặp tiền vệ trung tâm như là Hùng Dũng và Xuân Trường cũng là rất cần thiết. Đông Phương. Phan Văn Đức. Quang Hải. Cự ly của chúng ta trong tình huống vừa rồi chưa được như ý. Đó cũng là một điều có thể dễ hiểu khi đây là những phút đầu tiên của một... Với chất lượng của đội hình hiện tại thì các cầu thủ Việt Nam của chúng ta không hề thua kém đối thủ về mặt kỹ thuật. Quang Hải đã bị đau. Tình huống phạm lỗi là của tiền vệ trung tâm Safik. Và như vậy là số 8 của Nick thì Safik và Hussein là một đội tiền vệ trung tâm. Tiền vệ phòng ngự của đội bóng này đó là số 7 Anfuraiji và đá cao nhất trên hàng tấn công đó là số 10 Ali Kathim. Của chúng ta nên họ đang đá với một đội hình thấp. Đường chuyền của Công Phương. Quang Hải. Có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của Quang Hải trong pha bóng vừa rồi là một tình huống ngả người bắt vô lề nhưng bóng đã đi quá tầm chân của anh. Một pha phối hợp rất có ý đồ và khá sắc của đội tuyển Việt Nam, chỉ tiếc là không được kết thúc với một tình huống dứt điểm. Nếu như là cầu thủ thuận chân phải thì đây sẽ là một cơ hội thực sự dành cho Quang Hải. Nhưng đáng tiếc anh lại đổi cho nhau. Khi thì Phan Văn Đức hoạt động rộng và Quang Hải đá cao, còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của Quang Hải. Công Phương! Vào không! Di chuyển rất khôn ngoan của Công Phượng. Và đây là một bàn thắng có phần may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. May mắn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta vừa hay lại vừa may. Rất kỹ thuật. Hồng Duy. Đức Trinh. Không, đây là Phan Văn Đức. Quang Hải. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Đội bàn đã chơi xuất sắc. Thủ thành Hassan. Nhưng đó là một pha bóng sở trường của chúng ta. Quang Hải đảo quả bóng sang chân thuận của mình và thực hiện một cú cưa bóng quen thuộc ở khoảng cách rất xa, nhưng bóng đi khó chịu và Hassan phải làm việc rất vất vả. Sự nuối tiếc của các cổ động viên Việt Nam. Rất bình tĩnh Huy Hùng. Quang Hải rất hay. Hồng Dũng. Với những gương mặt mà có lẽ không chỉ là mục tiêu tại giải đấu lần này, Park Hang-seo còn đang xây dựng cho cả chiến dịch vòng loại Olympic nữa. Quang Hải. Với chiều cao trung bình của các cầu thủ lên tới gần 1m85, trong khi chiều cao trung bình của đội tuyển Việt Nam là khiêm tốn nhất giải, hơn 1m hơn khá nhiều so với các đội tuyển của chúng ta suốt từ quá khứ cho tới nay. À, được tổ chức một cách rất bài bản và quy củ khi mà huấn luyện viên Carlos Queiroz đã có 8 năm trước gặp đội tuyển Yemen. Sau khi gỡ đốt vào sân thì cầu thủ này đã ghi bàn cho đội tuyển Iran bằng một cú môn đã thể hiện được đẳng cấp của mình tại đấu trường World Cup 2018. Việt đã có tới 25 bàn thắng, hiệu suất ghi bàn rất tốt. Đội phản công rất hay, pha phượng giữa Công Phượng và Quang Hải. Quang Hải đã bị phạm lỗi. Đội bạn đã buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn tình huống phản công của đội tuyển Việt Nam. Vẻ mặt tự tin của Quang Hải là điều mà chúng ta đang rất muốn nhìn thấy. Như thế này, Văn Đức, đội phản công. Quang Hải, Công Phượng. Đường chuyền là Công Phượng. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi bình tĩnh, tự tin, triển khai cách chơi ưa thích của chúng ta. Quang Hải.
Hải đã rất nỗ lực trong pha bóng này. Nhưng bất lợi về sải chân, Tiến Anh không thể tạo ra được một tình huống qua người, chuyền bóng vào Khi Trọng. Mặc dù là một cầu thủ nhỏ con nhưng Quang Hải lại rất nhanh. Đây chính là điểm mạnh của tiền đạo Văn Hậu. Quang Hải đường truyền cho Văn Toàn, có lẽ đã việt vị. Đội tuyển Iran bây giờ đã không còn dám dâng cao nữa mà họ đang phải lùi về chơi phòng ngự. Văn Toàn đường truyền cho Công Vương, không vào. Rất đáng tiếc, một cơ hội rất thuận lợi của chúng ta. Cú sút của Quang Hải. Godos hơi dườm ra. Quang Hải với hai bàn thắng vào lưới của đội tuyển Việt Nam thì lúc này Sada Amun Godos tung vào sân. Chúng ta thì đang đứng trước một cơ hội, một tình huống cố định. Quang Hải, Oscar De Zaga đã phạt từ cự ly quá xa của Quang Hải. Ở đây là cơ hội phản công của đối bạn. Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh đã kịp thời lui về. Rất nguy hiểm. Rất may là vừa rồi sự có mặt kịp thời của Đỗ Hùng Dũng đã giải nguy cho đội tuyển Việt Nam. Đỗ Hùng Dũng đã có một pha cản phá bằng đầu. Ngân Văn Đại. Ngân Văn Đại định đẩy bóng để vượt qua cầu thủ số 3 bên phía đội tuyển Iran. Cầu thủ số 3 bên phía đội bạn đã phạm lỗi cản người không bóng và phải nhận thẻ vàng. Đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng một quả đá phạt và đây sẽ là cơ hội của chúng ta. Điểm đá phạt là hơi chếch về bên phía cánh phải. Ở góc sút này thì Quang Hải là người có thể thực hiện quả đá phạt với cái chân trái của mình. Đúng là như vậy, Quang Hải sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Góc sút hơi giống với tình huống mà cầu thủ của đội tuyển Iraq đã ghi bàn quyết định vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận đấu trước. Quang Hải đã không ít lần ghi bàn từ những quả đá phạt chúng ta vẫn còn nhớ rất rõ tại giải U23 châu Á vừa qua trong năm 2018. Bây giờ chúng ta cùng chờ xem khả năng đá phạt của Quang Hải. Quang Hải, một trong cầu thủ thấp nhất trên sân lúc này đối mặt với người cao nhất trên sân. Bóng đi đúng vị trí. Chúng ta đã phải làm việc rất vất vả trong một trận đấu với một cơ hội. Quang Hải không vào. Rất đáng tiếc. Đây là một cơ hội có thể nói là tốt nhất của Quang Hải kể từ đầu trận đấu đến giờ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một lần nữa đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc. Quang Hải đã rất bình tĩnh đưa bóng và chỉnh bóng, đưa bóng sang chân trái để chơi với một đội bóng số 1 của châu lục. Nhưng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin. Cầu thủ Iran vẫn là những người